Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đến với channel của mình là Winky. Và hôm nay chúng ta sẽ giao lưu một chút nha. Winky, là gì nữa đây? Chào buổi sáng trừ nô chim. Chúc các cậu có một buổi sáng vui vẻ. Và vấn đề chính nha. Vào đêm qua, có một người của trường các cậu đi lạc vào trường của chúng tôi. Vì thế, chúng tôi quyết định bắt cô ta lại, không để cho cô ta chạy thoát. Erika! Nè, các người làm gì đấy? Thả tay ra mau! Bình tĩnh, chúng tôi có làm hại cô đâu. Thậm chí còn cho ăn uống miễn phí. Có phòng riêng, máy lạnh, được tắm thoải mái mà. Sướng thế còn kêu ca gì. Thế các người bắt tôi có mục đích gì hả? À, tôi biết trách nhiệm của mấy người đó. Tôi sẽ tiết lộ hết cho cả lớp cho mà xem. Cái đó là... Này, ngươi làm gì đấy? Thả Erika ra mau. Đừng nóng. Chỉ cho cô ta ngủ một chút thôi. Để không tiết lộ gì đó gây sót. Và vấn đề chính nhé. Nếu muốn bọn tôi thả cô ấy ra, thì đêm nay, gián điệp của trường nô chim phải lộ diện và cho chúng tôi tiêu diệt. Nếu không giữ lời hứa, thì tôi e là đêm nay cô Erika sẽ đi đâu đó, tôi không biết nha. Cái gì thế này? Nguyên Kỳ, hắn bảo chúng ta tìm ra gián điệp của trường ta á? Không phải hắn là gián điệp của trường ta sao? Hay chỉ là giả vờ thôi? Ôi... Tội nghiệp Erika, không biết là cậu ấy có được ăn uống đầy đủ không? Bọn chúng bắt Erika để đòi gián điệp phe tay lộ diện hư. Nên cứu Erika, hay là cứu gián điệp đây? Tất nhiên là cứu Erika rồi, cô đây mối đời bạn bè à. Giờ kì, cậu hãy giữ cái đầu lạnh đi. Chúng ta có thể hy sinh Erika để cứu cả lớp. Thật sự thì trước sau gì chúng ta đều hồi sinh mọi người vào cuối trò chơi mà. Được rồi, thế cậu nghĩ sao nếu mỗi người ở trong lớp ta có một điều ước khác nhau? Nó chiến thắng. Còn nghĩ tôi sẽ chết sớm để họ có được điều ước sao? Nhưng mà Gio, chúng ta đã ở trong lớp tu tốt 200 đấy. Vẫn còn vài người trong lớp mạnh ngang ngửa hoặc là hơn cậu nữa. Đừng có chủ quan. Thôi mọi người đừng có cãi nhau nữa. Đã nên dập vào lớp rồi đó. Học xong chúng ta hai bàn sau. Chào Yaki nhé. Ủa, có chuyện gì mà mặt cậu trông nhó dữ vậy? Nếu cậu vẫn còn buồn ngủ thì hãy rửa mặt đi cho tỉnh táo. Yaki, sao cậu lại nói giận quay lại Candy vậy? Tôi biết là cậu rất là bực chuyện trường phân cách bắt cóc Erika. Nhưng mày đừng có giận cá chính thức chứ. Erika, vậy là các cậu cũng xem TV vào sáng nay à? Hàng gì sáng nay tới vào phòng của Erika đã dọn rác. Nhưng mà không thấy cậu ta ở đâu cả. Cái trường phân kênh này, rốt cuộc đã làm cái trò gì vậy? Kệ cô ta đi. Mong rằng nhắn địa phê ta ở bên đó đừng có người ngốc đến nỗi lộ diện ra để cứu Erika. Hả? Cậu nói gì cơ? Erika cũng là người có phe ta đó. Thì sao? Erika có lợi ích gì trong lớp này không? Có giữ vai trò gì quan trọng không? Thấy chưa, Yaki. Cuối trò chơi rồi chúng ta hãy hồi sinh Erika sau. Nhưng mà... Cái gì? Hồi sinh Erika? Tụi bay mơ à? Tụi bay nghĩ là tụi bay khẽ thắng tao. Hãy đợi đi ước ư? Nói cho tụi bay biết nhé. Tao chưa bao giờ ức hồi sinh bất kỳ ai cả. Nhớ đấy. Cái gì? Chị nhớ là chị đúng một lần hồi sinh cả lớp thôi. Do có bạn bè của chị. Chứ còn lại là chị ước cái khác. Tôi thì tàn nhẫn đưa ước cho người khác khi chiến thắng thôi. Nhưng mà chưa chắc tôi sẽ hồi sinh Erika. Vì tôi đã nói rồi, tôi nhường cho người khác. Thực ra thì tôi có rất là nhiều điều ước lắm. Còn việc hồi sinh người khác thì có lẽ là để sau vậy. Trời ơi Gio, đâu phải ai trong lớp cũng ước hồi sinh người khác đâu. Được rồi, chào cả lớp. Xin giới thiệu, tôi là Mr. Kairos, giáo viên chủ nhiệm môn địa lý. Các em hãy mau lấy giấy ra và làm mặt kiểm tra nào. Giữa trường nuôi chim và trường phan kênh, bên nào có điểm số cao hơn sẽ được thưởng, ngược lại là sẽ bị phạt. Ôi, lần này khó rồi đây. Hôm nay không có Erika thì điểm sẽ thiếu đi một phần. Với lại, Candy là nhãn điệp, kiểu gì cô ta cũng sẽ giả vờ điểm thấp nhất lớp cho mình xem. Kỳ này là tôi rồi. Được rồi, các em đã ôn bài xong chưa? Một tiếng làm bài kiểm tra bắt đầu. May quá, hôm nay là mừng cái nào có mẹ. Chắc là phương pháp điểm được phần nào rồi. Nhưng mà liệu có thắng được trường phân kênh không thì chưa biết được nữa. Ok, đã giờ yêu cầu các em hãy nộp bài lên bảng để tôi tiến hành chấm điểm. Bài chấm bài xong, sau đây là điểm của từng người. Ami, Candy,
10 điểm. Hả? Cái gì vậy? Candy? Sao cậu trông có vẻ ngạc nhiên về điểm số của tớ quá vậy? Môn địa đối với tớ cũng không khó lắm. Candy đang có âm mưu gì vậy? Cô ta chỉ cần không làm bài là được mà. Sao phải cố giả vờ điểm cao cơ chứ? Yaki, Zio, Lisa, 9 điểm. Amina, Anthony, 8 điểm. Chloe, Daniel, 7 điểm. Ồ, điểm số của lớp hôm nay cũng cao đấy chứ. Vậy là tổng điểm của trận nói chuyện hôm nay là 10 cộng 10 cộng 9 cộng 9 cộng 9 cộng 8 cộng 7 cộng 7 cộng 0 bằng 77 điểm. Không điểm, có phải là điểm của Erika không? Thế mới ta kìa rốt, vậy trường fan kênh được mấy điểm ạ? À, trường fan kênh là 80 điểm. Ôi không. Như vậy là vào đêm nay, trường nuôi chim sẽ bị phạt và trường fan kênh sẽ được thưởng. Yeah, thắng rồi, quá đã. Cũng may là mình đã bắt Erika qua lớp này, chứ nếu không thì trường đã thua do ít người hơn rồi. Và hôm nay còn đặc biệt hơn nữa, các em là người chiến thắng. Vì thế, vào 11 giờ tối nay, các em được phép sắp xếp các lá bài dùm cho vị trí trường nuôi chim. Wow. Hay lắm. Hả? Chúng ta sẽ giao phạt không được phép chọn lá bài nào vào tối nay sao? Mà là trường fan có thể chọn cho chúng ta. Ôi chà, không ổn rồi. Vậy nhé, hẹn gặp lại các em vào 11 giờ tối nay cho cuộc bỏ phiếu. Được rồi cả lớp, mọi người hãy thư giãn đi. Có giờ tối nay tôi sẽ tìm cách giải cứu Erika cho. Ôi hay quá, có cần đây giải quyết vấn đề là tớ yên tâm rồi. Bum bum ba. Cái tên ngốc này. Ôi không, hai bọn họ có vẻ như là đang xảy ra xích mích. Zio, chúng ta cứu Yaki đi. Cứ kệ họ đi. Đôi khi họ cho Yaki ăn no đòn mới chịu tỉnh ngủ ra. Các thằng này lì lợm nhỉ. Việc cứu Erika là thừa thải. Bọn trường fan kênh chỉ đang lợi dụng tình bạn vớ vẩn của cậu để dụ được viên phe ta lộ diện mà thôi. Thông cái não đi. Đừng có quan tâm bọn chúng làm cái gì. Cứ tập trung vào việc tiêu diệt bọn chúng vào tối nay là được. Một là Erika hy sinh. Hai là cậu hy sinh. Tự chọn đi nhé. Tóc biến ảnh. Xem ra cậu chẳng hiểu gì cả. Đừng có cố chấp nữa. Để ngồi đi. Tôi sẽ không có được bạn bè đâu. Cậu phải nghĩ sâu xa hơn chứ. Erika không có cái gì để cho bọn chúng lợi dụng thì chúng ta. Thế thì sao bọn chúng lại bắt Erika chứ? Rõ ràng là cái mục đích gì khác mà. Đâu có đơn giản như vậy đâu. Cậu không có bạn bè nên cậu không hiểu nỗi lòng của tớ đâu. Daniel, bạn bè cái gì chứ? Nói vớ vẩn cái gì thế? Bộ tưởng ngày hôm qua cậu là lớp trưởng thì dìu được 4 đứa trường fan kênh là ngon hả? 4 đứa hôm qua, 2 đứa hạng 500, một đứa hạng 450, một đứa là 400. Chỉ yếu ngang ngửa cậu thôi, có gì mà tự hào chứ? Còn phe ta thì mất gì? Mất Tang, mất Money. Hai người giữ vai trò rất là quan trọng trong lớp này. Càng nghĩ càng tức. Được rồi, trước khi trời tối, tôi sẽ cho cậu một bài học. Không dám cãi lại lời nữa. Hả? Tôi không dễ bị bắt nạt như thế thôi nhé. Tôi đã sợ cậu à. Hả? Ôi da, u đầu rồi. Thằng nào ném đứt đá vào đầu tao thế hả? Thằng này được không? Lisa, phạt hai cậu đứng dậy vào cậu đến 7 giờ tối nay. Nếu còn cái nhoi nữa là tăng lên 9 giờ. Hả? Tôi có làm gì đâu. Cái thằng nhà kia này gây sợ trước chứ bộ. Im lặng. Tớ đã dọn rác đây. Tí nữa quay lại mà thấy hai cậu bỏ trốn là biết tay tớ. Shop Yaki .vn, shop bán Acroblock giá rẻ uy tín chất lượng chỉ từ 19k. Hiện đang có sự kiện đổi cho 9k, trúng ngay 19.999 Robux. Ngoài ra, còn có sự kiện nhận miễn phí Robux khi đăng nhập nữa. Hãy nhanh chân và thử bằng may nhé. Mình sẽ để lại link dưới phần mô tả.
990.000 sub Edeka mặc đồ mesh suốt một phần, 995.000 sub Zio mặc váy suốt một phần. Yakinatsumi 2 đã đến một mốc nào đó thì mình sẽ thực hiện theo các bản này. Đặc biệt, nếu kênh của mình đạt 1 triệu sub thì mình sẽ show mặt sau 5 năm. Nào, các bạn hãy cùng subscribe kênh đi. Cảm ơn các bạn nhé. Được rồi, mình đã quyết tâm rồi. Đã đánh dấu phiếu cho người có khả năng làm gián điệp hoặc là bầu chọn cho lớp trưởng hôm nay rồi. Một tiếng hoạt động bắt đầu. Thay mọi người, các con nghĩ ai là gián điệp? Khó quá, sao mà biết được chứ? Hình như là vào ngày hôm qua, gián điệp của trường Phan Kinh đâu có hoạt động phải không? Vậy là chúng ta nên bỏ qua thôi. Khoan đã, tôi biết gián điệp là ai đó. Hả? Sau khi suy nghĩ kỹ từ chiều đến giờ, mình đã quyết định là sẽ chống lại Candy. Mình để cho cái lớp biết sự thật, nhưng không vì thế mà mình bỏ rơi Erika. Có thể sau khi mình tiết lộ về Candy, bọn chúng sẽ tiêu diệt Erika mất. Nhưng mình vẫn an tâm là đêm nay trường đôi chim là phái dân làng. Mình sẽ sử dụng lá bài phù thủy để hồi sinh Erika trở lại. Như vậy mọi việc đã được giải quyết, còn Candy thì bị loại. Cậu biết gián điệp trường Phân Kinh hả? Là ai vậy Yaki? Gián điệp đó chính là Candy. Chính là cậu đó, Candy. Hả? Cái gì cơ? Nghe nó không đúng lắm. Yaki à, sao cậu lại nói về tớ như thế? Sao cậu lại nghĩ tớ là gián điệp chứ? Tớ biết Candy là gián điệp là bởi vì tớ đã nhìn thấy tất cả. Vào đêm qua, tớ đã chứng kiến Candy đã rút cây súng ra và bắn Moni, rồi bắn vào người tớ nữa. Nhưng đã được Moni hồi phục vết thương, rồi đã hy sinh thay tớ. Trời! Tớ không biết gì lại xảy ra sau đó nữa. Nhưng mà tớ đã thấy Candy đã đánh bại Erika và bắt cô ta đi. Candy thậm chí còn trò chuyện vui vẻ với các học sinh ở trường Phan Kinh nữa, kể cả tên Winky. Rõ ràng là họ cao biết nhau từ trước. Và đó cũng là lý do đêm đầu tiên Candy cố tình chỉ đạo cả lớp đi sai hướng và thất bại trong việc phá vỡ cổ xe tăng của Winky. Mọi người hãy tin tớ đi, chính là Candy đấy. Candy là gián điệp. Không ngờ cậu lại tấn công tớ một cách tuyệt vọng như thế, Yaki à. Tớ thấy Yaki cũng hợp lý. Cậu nghĩ sao hả Zio? Yaki không có lý do nào để nói với chúng ta cả. Tớ cảm thấy hơi hoang mang. Đúng là hôm qua tớ đã bị tách ra khỏi nhóm có Candy và Moni. Ai thấy hợp lý thì bỏ phiếu đi. Thưa Mr. Carrot, em bỏ phiếu cho Candy ạ. Em cũng bỏ phiếu cho Candy. Hy vọng là Yaki nói đúng. Em bỏ phiếu cho Candy. Candy à, nói thẳng ra thì cậu trông khá nghi thật. Vì đêm qua chỉ có cậu và Moni thôi, và không có sự có mặt của tớ, cho nên em bỏ phiếu cho Candy ạ. Vậy là Candy đã được 4 phiếu. Còn ai bỏ phiếu nữa không? Tớ cảm thấy khá là buồn khi mọi người lại suy nghĩ về tớ như vậy. Nhưng tớ không có cuộc đâu. Trò chơi ma sói là trò chơi tớ yêu thích nhất, nên tớ sẽ không thể nào chết ngay lúc này được. Nào, những người còn lại, các cậu nghĩ gì về tớ? Hãy nói đi. Xin lỗi Candy, tụi chúng ta không biết nhau từ trước, nhưng để chị kiểm tra lại xem nào. Nè Beato, Candy có phải là gián điệp hay không? Tịt tịt, khả năng Candy là gián điệp là 0%. Ủa, vậy hả? Ok, chị sẽ đến em, Candy. Và chị sẽ bỏ phiếu cho người đã phù phóng cho Candy. Thưa Mr. Carrot, em sẽ bỏ phiếu cho Yaki ạ. Hả? Thật ra là vào đêm đầu tiên, tớ không hiểu luật chơi đuôi tóc 200 lắm. Nhưng Candy đã hướng dẫn cho tớ và chỉ một số mẹo khá là hay. Nếu là gián điệp thì giúp đỡ người khác là điều không cần thiết. Vì thế, tớ sẽ bỏ phiếu cho Yaki. Trời đất, cái gì vậy? Candy thật sự là người tốt. Tớ chưa bao giờ nghi ngờ cậu ấy cả. Có thể là các cậu nghe đồn Candy chỉ chiến thắng một mình, nhưng mà cũng có một số trường hợp cậu ta đã thắng cùng cả lớp. Tớ không nghĩ Candy là một người ích kỷ như vậy đâu. Tớ sẽ bỏ phiếu cho Yaki. Các cậu đùa đấy à? Rõ ràng chính tận mắt tớ thấy mà. Tớ sao các cậu không tin tớ chứ? Chỉ còn mình cậu thấy đó. Daniel, cậu nghĩ thế nào? Candy hả? Tuy tôi nói là hắn là một kẻ kém cỏi trong việc chỉ huy, nhưng mà tôi chưa bao giờ nghi là gián điệp cả. Có thể gián điệp vẫn đang im lặng và chưa bị phát hiện trong lớp này. Tôi không muốn Candy bị loại sớm. Hắn phải ở lại đến cuối trò chơi. Và tôi xin phép bỏ phiếu cho Yaki. Vậy là hai bên đã có 4 phiếu bằng nhau, Candy và Yaki. Vậy là tối nay không có ai bị loại cả. Trời! Không thể nào! Yaki à, cậu nên cảm thấy may mắn vì tớ chưa bỏ phiếu cho cậu nhé. Nếu không thì cậu đã bị bốc hơi từ nãy giờ rồi đó.
nhưng vì tớ là một người bị tha, vì thế tớ thông cảm cho cậu. Vì bạn bè thân thiết của cậu đang bị bắt cóc nên cậu đã không giữ được bình tĩnh mà nói năng linh tinh về tớ. Chúng ta hòa nhé. Tối nay tớ sẽ tìm cách giải cứu Erika cho. Không ổn rồi, mình và Trần Can đi không thành công, Erika sẽ gặp nguy hiểm mất. Được rồi, luật trò chơi đêm nay có một tí thay đổi. Các em nghe cho rõ đây. Đêm nay, cánh cổng giữa hai trường sẽ bắt đầu mở ra. Các học sinh có thể đi qua lại giữa hai trường thoải mái, không bị giới hạn. Thứ hai, tôi sẽ gắn rải rác các lá phiếu của các học sinh của hai trường. Nếu thu thập đủ 4 phiếu, thì người đó sẽ bị loại. Và cuối cùng, như tôi đã nói, đêm nay, trường Phan Kinh sẽ lựa chọn lá bài giùm các em. Và tôi đã sắp xếp thành công đây. Các em hãy mở lá bài trong học bàn đi. Vậy là đêm nay chúng ta không được lựa chọn lá bài á? Ui không. À, chỉ là dân làng thôi. Cái tên quyền kia này không cho mình sức mạnh gì cả. Cái gì vậy? Tôi là họ săn nữa sao? Nhưng tôi làm gì biết thả súng chứ? Hả? Lá bài tiên tri. Nhưng mà đã có bia tô tiên tri rồi cơ mà. Tớ có thể tạo ra cây cối để bảo vệ mọi người. Và lá bài trên tay tớ là làm một bảo vệ. Phù thủy ư? Chẳng liên quan gì đến mình cả. Thợ săn, tiên tri, bảo vệ, phù thủy, dân làng. Ủa, vậy còn ai là già làng của lớp mình vậy? Sao? Sao không có ai trả lời vậy? Rốt cuộc ai là già làng? Có vẻ như không một ai là già làng rồi. Khoan đã mọi người, tôi biết già làng là ai đó. Là Erika. Hả? Erika, lấy bài của cậu đây. Già làng, cầm lấy. Đưa cho ta lá bài già làng để làm gì hả? Sao không đưa ta lá bài dân làng rồi lại luôn đi? Cô tưởng tôi khờ lắm sao? Thứ nhất, cô cầm lá già làng thì tụi trường nuôi chim sẽ không có đứa nào cầm được già làng nữa. Và thứ hai, ôi không, nếu Erika già làng mà bị loại thì cả lớp ta sẽ mất đi tác dụng từ tất cả lá bài đặc biệt như là thợ săn già làng, phù thủy bảo vệ tiên tri mất. Ui, như thế thì không ổn rồi. Thưa Mr. Carrot, nếu lá bài già làng bị loại thì để hôm sau có reset tới lại không ạ? Không, mất là mất luôn, không có reset. Và vào ngày cuối cùng, họ sẽ tìm mọi cách để cho chúng ta về phe dân làng và họ là phe phản diện. Vậy nhé, đã đến giờ ma số và ma cà rồng hoạt động. Chúc các em may mắn vào tối nay. Không còn thời gian để vào lớp trưởng nữa rồi. Tôi nghĩ chúng ta hãy chia ra làm hai đội đi. Đúng ý tôi lắm. Ai đi giải cứu Erika thì hãy đi cùng tớ. Cứ bảo vệ cô ấy nào, cũng như là ngăn chặn già làng bị tiêu diệt. Còn ai muốn đi cùng tôi tiêu diệt ma sói thì qua đây. Hả? Candy, hồi tới vào nhóm mà thế? Tớ vừa muốn cứu Erika, cũng vừa muốn tiêu diệt ma sói. Thôi thì tớ sẽ qua nhóm 4 người đã bỏ phiếu cho tớ vậy, vì tớ muốn họ không hãy làm về tớ nữa. Hả? Trời đất, cái này cũng giống với mình sao? Không ổn rồi. Alo, trò chơi sẽ bắt đầu trong 3, 2, 1, 0. Chúng ta nên làm gì đây? Đợi họ đến đây hay là đến được cứu họ? Nếu lát cậu đến cứu Erika thì hãy đến đó đi, còn bọn tớ sẽ ở lại đây để chờ bọn họ. Đi thôi nào. Nhanh lên là có cậu, Erika đang gặp nguy hiểm. Erika, để xem có ai đến đây đang cứu cô không nhé. À, cô đang giữ lá bài già làng nên có hai mạng nhỉ. Tôi sẽ lấy hai mạng của cô để dạy cho lũ trường nội chim một bài học nhỉ. Alo, em hết xài quỹ cả ba series lớp học ma sói bị động vào người và thời gian muốn đêm. Thầy giới tham gia hội viên của mình nha, chỉ có 30k thôi, xin cảm ơn.